bấm mở lên này. Đó, mở lên. Rồi, xong á là đây, cho nó lên 3 số 8 nha, lên số 3 số 8 bắt đầu nó từ từ nó nhảy lên số như này. Đó. Đó, mở đèn. Đó. Đá cái nữa. Đá nữa là mở. Rồi, đá cái xuống nằm xuống này. Đó. Đóng là từ sáng. Đó. Mở là bấm, đó, mở là bấm chỗ này nè. Mở nắp là bấm chỗ này. Đó. Rồi. Mỗi khi ngồi lên á, ngồi lên nó sẽ che cái này lên. Đó. Bắt đầu là xả sụt đít này. Đó. 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 Bấm cái nữa là nó chạy lên. Bấm cái nữa là nó chạy lên chạy xuống này. Đó. Bấm cái nữa ngừng. Bấm cái nữa là nó ngừng. Nó muốn tắt thì bấm cái này. Muốn tắt thì bấm nút này tắt. Đó. Rồi. Rồi. Sụt sau. Rồi cái này là sụt sau. Đó. Đó, sụt nữa. Cái này mình chỉnh dầu này. Đó, cái này là chỉnh mức độ dầu. Cái này là chỉnh mức độ lên xuống này. Đó. 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 Rồi, ok. Bấm cái nữa là nó chạy lên rồi xuống. Bấm cái nữa chạy lên rồi xuống này. Tắt thì bấm nút đỏ. Tắt thì bấm nút đỏ. Đó, nó chạy lên. Đó. Rồi bước ra. Cái này là nút sấy này. Sấy nó sẽ sấy ở bên trong này nè. Đó, nó sẽ có bếp sấy này. Đó. Rồi, ok. Ok, nó sẽ ra sấy mà. Rồi. Rồi sau khi tắt là nó sẽ xả. Đó, xả thì buông tay. Đó, xả. Xả xong. Đó, tắt lại. Ok.